Mến chào quý khán thính giả đang theo dõi video trên kênh Triết Lý Nhân Sinh, nơi lan tỏa những giá trị sống tích cực đến mọi người. Quý vị khán thính giả thân mến, người xưa có câu, đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm, với ý nghĩa rằng người đàn ông chính là trụ cột trong gia đình. Ngôi nhà có vững chãi hay không, một phần rất lớn phụ thuộc vào nghị lực của người đàn ông. Vì vậy, khi kết hôn, người phụ nữ nào cũng mong muốn lấy được người chồng công thành danh toại, sự nghiệp vững vàng để làm trụ cột trong gia đình. Quan niệm tử vi cũng đã chỉ ra đàn ông thuộc 5 con giáp sau đây, trời định mang mệnh giàu sang, dễ đổi vận khi gặp đúng thời. Vốn bản mệnh đã được tài tinh soi chiếu, lại cộng thêm nhiều nét tính cách tốt. Vì thế, đàn ông tuổi này luôn được tài khí bao bọc, làm gì cũng hái ra tiền. Miễn là thực sự chú tâm, thì càng về già, vận mệnh càng nhiều tài lộc, phúc phần. Chị em, phụ nữ nào gặp được người đàn ông thuộc một trong những con giáp này nhất định không nên bỏ lỡ. Bởi ai lấy được họ sẽ có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Thứ nhất, đàn ông tuổi Sửu. Đàn ông tuổi Sửu bẩm sinh đã đặc biệt tự tin, cộng với năng lực vượt trội, nên việc kiếm tiền tương đối dễ dàng. Họ có thể nhận được sự phù hộ may mắn trong cuộc sống, được sự giúp đỡ của người thân, bạn bè và quý nhân phù trợ. Sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, có thêm nhiều kênh kiếm tiền. Sự khôn ngoan, khéo léo của họ thường được che giấu bởi vẻ ngoài lầm lì. Người này ít chia sẻ những suy nghĩ của mình ra bên ngoài. Bởi vậy, không ai biết những kế hoạch họ đang làm. Họ biết cách che giấu bản thân, rất khó để người khác nhìn ra khí chất thực sự của họ. Đàn ông tuổi này có tinh thần trách nhiệm cao, siêng năng, thực tế, nên rất được sếp khen ngợi và tin tưởng trong công việc. Họ cũng là người có mục tiêu rõ ràng, tính thực tế cao, nên họ có tính kiên nhẫn và làm việc chăm chỉ để đạt được mục tiêu đề ra. Đôi khi gặp khó khăn, áp lực, tuổi này luôn giữ được tâm thế bình tĩnh trong những tình huống khẩn cấp, có sức chịu đựng bền bỉ mà không phải ai cũng trải qua được. Thứ hai, đàn ông tuổi Thìn. Trời sinh, những người tuổi Thìn có tính cách mạnh mẽ, kiên định, luôn có chính kiến riêng và có hoài bão lý tưởng to lớn. Đặc biệt, đối với đàn ông tuổi Thìn lại càng có khí chất hơn. So với những con giáp khác, đàn ông tuổi Thìn tự tin, can đảm, có tinh thần bất chấp trước những thất bại. Càng thất bại, họ lại càng kiên cường, mạnh mẽ hơn, vấp ngã ở đâu và đứng lên ở đó. Đàn ông tuổi Thìn luôn có sự tập trung cao độ và kiên trì trong công việc. Họ sinh ra để trở thành những người lãnh đạo tài ba. Hơn nữa, đàn ông tuổi Thìn có chí lớn, sớm muộn gì cũng công thành danh toại, sẽ làm nên việc trọng đại khiến ai cũng ngưỡng mộ. Từ phi học có nói, người tuổi Thìn vốn mang số mệnh giàu sang phú quý. Trong cuộc đời này, chẳng may gặp phải khó khăn thì họ cũng tự mình vượt qua được. Đàn ông tuổi Thìn biết sống vì bản thân và gia đình. Tham vọng của họ là chinh phục thế giới này để có thể đem lại cuộc sống thăng hoa cho bản thân và gia đình. Bước vào một giai đoạn nhất định, đàn ông tuổi Thìn sẽ đạt được thành tựu mà mình mong ước. Cuộc sống nghèo khó chỉ là nhất định, giàu sang phú quý mới là trường tồn. Họ sẽ có cuộc sống khiến ai cũng ghen tị. Phụ nữ nào có đàn ông tuổi Thìn theo đuổi thì chớ làm ngơ, bạn sẽ trở thành phu nhân vạn người mê đấy. Thứ ba, đàn ông tuổi Ngọ. Người tuổi Ngọ có tính cách vui vẻ, lạc quan, hào hiệp, dễ hòa đồng. Đặc biệt, bất kể làm việc gì, họ cũng đều có quý nhân phù trợ,
nên sự nghiệp và cuộc sống tương đối suôn sẻ. Người tuổi Ngọ cũng rất thông minh và có năng lực, không ngại gian khổ, luôn nỗ lực không ngừng để kiếm tiền. Cũng như những con giáp khác, tuổi Ngọ luôn hướng về gia đình. Mục tiêu cuộc đời của họ trước là lo cho bản thân đủ đầy, sau là muốn gia đình được tận hưởng những điều tốt đẹp nhất. Gia đình nào có tuổi Ngọ thì bước vào một giai đoạn nhất định, họ không phải lo lắng về tiền bạc. Kinh tế ngày càng vững mạnh, dư sức trở thành một gia tộc giàu có. Thứ tư, đàn ông tuổi Thân. Trời sinh những người tuổi Thân có tính cách hiền lành, thông minh và có sự kiên trì nhất định. Đặc biệt đối với đàn ông tuổi Thân thì lại càng có tinh thần thép hơn so với những con giáp khác. Đàn ông tuổi Thân có trí tuệ cảm xúc rất cao. Họ có kỹ năng trong giao tiếp giữa mọi người. Vì vậy, có thể tạo ra một vòng tròn quan hệ xã hội rộng rãi. Họ cũng là người rất thông minh, có thể tìm tòi những cơ hội tốt để kiếm tiền, để đổi đời. Đàn ông tuổi Thân không giỏi nói lời hay ý đẹp, nhưng họ hoàn toàn có khả năng chinh phục lòng người bằng hành động chân thành của mình. Tử vi học có nói, người đàn ông tuổi Thân được trời sinh mang mệnh phú quý. Những năm tháng đầu đời có khó khăn thế nào không biết, nhưng tương lai về lâu về dài sẽ thăng hoa viên mãn. Đàn ông tuổi Thân rất đáng tin tưởng, họ tài giỏi và biết nắm bắt cơ hội tốt xung quanh. Một khi thành công, đàn ông tuổi Thân sẽ từ đó mà phát huy tốt hơn. Đa số họ đều trở thành ông chủ hoặc nhà kinh doanh tài ba. Trong cuộc sống đời tư, nếu phụ nữ nào lấy được người đàn ông tuổi Thân thì được xem là vô cùng may mắn. Họ không những biết chăm lo cho gia đình mà còn cực kỳ yêu vợ, biết nghĩ đến gia đình và sẵn sàng hy sinh mọi thứ để gia đình êm ấm, sung túc. Thứ năm, đàn ông tuổi Tuất. Trời sinh những người tuổi Tuất có tính cách thẳng thắn, trung thực, luôn biết tự mình nỗ lực và vượt qua mọi khó khăn để tìm kiếm cơ hội thành công trong cuộc sống, đặc biệt là đàn ông tuổi Tuất. Trên thực tế, đàn ông tuổi Tuất luôn có trách nhiệm với gia đình. Họ luôn biết yêu thương những người xung quanh và khao khát đem đến một cuộc sống viên mãn, thăng hoa cho họ. Không như những con giáp nam khác, đàn ông tuổi Tuất chấp nhận rời xa gia đình để tìm đường xây dựng cuộc sống sung túc đủ đầy. Họ không sợ nghèo, chỉ sợ vợ con chịu khổ, nên họ sẽ bằng lòng đối mặt với mọi thứ. Tử vi học có nói, trời sinh tuổi Tuất vốn có mang mệnh phú quý. Những năm tháng đầu đời tuy có vất vả, khó khăn, nhưng nếu nỗ lực và cố gắng không ngừng thì sẽ được đền đáp xứng đáng. Đàn ông tuổi Tuất nếu chịu bước ra đường, chịu học hỏi, thì việc tìm kiếm cơ hội đổi đời chỉ trong tầm tay. Bên cạnh đó, đàn ông tuổi Tuất cũng rất thông minh, có năng lực, là những người có thể làm chỗ dựa vững chắc trong gia đình, là người có khả năng giúp gia đạo thịnh vượng. Ngoài ra, về trung vận hay hậu vận, một khi đàn ông tuổi Tuất giàu có, họ lại càng yêu gia đình hơn, là người có trách nhiệm. Phụ nữ gặp được đàn ông tuổi này cần phải nắm giữ. Quý vị khán thính giả thân mến, có câu lấy chồng xem giống, nhưng trước đó cũng có lời dặn lấy vợ thì phải xem tông. Bởi nếu người đàn ông là trụ cột vững chãi của ngôi nhà, thì người phụ nữ chính là người giữ lửa hạnh phúc mái ấm. Phụ nữ có ảnh hưởng to lớn đến cuộc đời của người đàn ông bên cạnh mình. Sung sướng hay đau khổ đều từ phụ nữ mà ra. Và đặc biệt, đàn ông sẽ không thể giàu có nếu như không có phụ nữ bên cạnh. Trong 12 con giáp, có 3 con giáp nữ có phúc lộc trời ban. Nếu lấy được 3 con giáp này làm vợ,
cuộc đời người đàn ông đó cũng như gia đình họ hàng đều được hưởng phú quý đến hậu vận, bởi họ không chỉ giỏi kiếm tiền mà còn biết cách chu toàn mọi việc trong gia đình. Cùng xem đó là những con giáp nào nhé. Thứ nhất, phụ nữ tuổi Ngọ. Những người thuộc tuổi Ngọ đều sở hữu tính cách phóng khoáng, thoải mái và rất yêu thích sự tự do. Họ luôn biết nhìn xa trông rộng, có tinh thần trách nhiệm khá cao trong tất cả mọi lĩnh vực. Đặc biệt là những người phụ nữ tuổi Ngọ, vận may mắn và phúc đức đến với họ khá muộn, nhưng không phải là không có. Thời niên thiếu, tuổi Ngọ được bạn bè yêu thương, quý mến hết mực. Đến khi lấy chồng, sinh con, vận mệnh của họ thay đổi theo một hướng khác. Phụ nữ tuổi Ngọ vốn thông minh, chăm chỉ. Không chỉ vậy, họ còn biết cách nắm bắt thời cơ, biết điều gì tốt cho mình, điều gì gây bất lợi cho mình. Về phương diện tài chính, con giáp này càng về hậu vận sẽ càng vượng. Sau khi kết hôn, phụ nữ tuổi Ngọ thường giúp ích cho chồng rất nhiều trong sự nghiệp. Lấy được vợ tuổi Ngọ, nam giới có thể an tâm việc nhà, từ đó có thể chuyên tâm làm ăn. Vì vậy, cuộc sống gia đình sẽ ấm no, hạnh phúc. Thứ hai, phụ nữ tuổi Thân. Trời sinh, những người phụ nữ tuổi Thân có trí tuệ hơn người, thông minh và rất giỏi giang. Hơn nữa, tiêu chuẩn chọn bạn đời cũng không phải thấp. Bất kể họ gặp người đàn ông thế nào, chỉ cần họ muốn thì nhất định sẽ làm bằng mọi cách để có được người đó. Phụ nữ tuổi Thân có năng lực vượng phu khá xuất sắc. Bất kể hoàn cảnh hay tình huống nào, họ đều biết cách giải quyết vấn đề êm đẹp, xây dựng gia đình yên ổn. Trong mọi sự khó khăn, gian nan và trắc trở, họ đều có khả năng chuyển bại thành thắng, giúp chồng từ chàng trai nghèo khó có thể chuyển mình thành quý ông giàu có, thành đạt. Thứ ba, phụ nữ tuổi Tý. Trời sinh phụ nữ tuổi Tý thuộc số mệnh thiên kim. Sinh ra đã có số mệnh giàu có. Đường công danh của họ không quá vất vả như người khác. Tuy nhiên, không vì thế mà nói họ chỉ ăn may, bởi phụ nữ tuổi này hoàn toàn là người có năng lực và có thể tạo ra của cải cho riêng mình. Trong 12 con giáp, những người tuổi Tý thường được mệnh danh là người kiếm tiền giỏi nhất. Người tuổi Tý bản chất vốn thông minh, mạnh mẽ, lanh lợi, có thể làm chủ được mọi tình huống và ít phải lo nghĩ về mặt tiền bạc. Nhờ đầu óc thông minh, người phụ nữ thuộc con giáp này thường kiếm tiền rất giỏi. Họ luôn tìm được cơ hội để phát triển sự nghiệp hay kinh doanh từ những điều nhỏ nhặt nhất. Những việc người khác thấy khó, vào tay họ lại có thể được xử lý một cách dễ dàng. Nếu như đàn ông nào có ý định cưới phụ nữ tuổi Tý làm vợ, thì chẳng khác nào mang một thần tài về nhà. Tuổi Tý không những giữ tiền tốt mà còn kiếm tiền rất giỏi. Sau hôn nhân, sự nghiệp của hai vợ chồng ngày càng thăng tiến. Phụ nữ tuổi Tý sẽ toàn tâm toàn ý giúp đỡ chồng tạo dựng cơ ngơi ổn định để xây dựng gia đình hạnh phúc. Không những thế, tài vận trong nhà cũng tăng lên đáng kể. Thừa khả năng nuôi nấng con cái thành tài, khiến người người nhà nhà ai cũng phải ngưỡng mộ. Quý vị khán thính giả thân mến, dựng vợ gả chồng là việc đại sự của đời người. Do đó, việc ông bà bố mẹ có cẩn thận lựa chọn bạn đời cho con cái, hoặc chính bản thân mỗi chúng ta lựa chọn bạn đời dựa theo tướng số tử vi cũng là chuyện dễ hiểu. Tuy nhiên, chúng ta không nên coi tướng số tử vi là thước đo chuẩn mực, mà chỉ lấy đó là một cơ sở tham khảo mà thôi. Quan trọng nhất vẫn là cảm xúc và sự lựa chọn của chính chúng ta. Triết lý nhân sinh kính chúc quý vị khán thính giả sẽ luôn bình an, may mắn, công thành sanh toại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi video của chúng tôi. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.